Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở hẻm 269 đường Bà Hôm, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn một căn nhà. Căn nhà nằm ở hẻm lớn ha, hẻm 8m, hẻm nhựa, cách mặt tiền đường Bà Hôm khoảng chừng 40m. Nhà thì hẻm ô tô ha, ô tô đậu thì ô tô khác vẫn còn đi được nha cô chú anh chị. Hẻm thông qua bên chỗ đường Kinh Dương Vương. Hẻm thì rộng rãi, nhà thuộc khu dân cư ổn định, hiện hữu. Từ đây mặt tiền đường Bà Hôm ngoài đó khoảng chừng 40m thôi. Mình rẽ bên tay phải là mình về chợ Phú Lâm ha. Cô mắc Phú Lâm, dòng xe Phú Lâm, và mình rẽ bên trái là mình về ngã tư cây xà ha, hướng về Bình Tân nha. Và phía trước ngoài đó đó cô chú chị ạ, xe chạy ngoài đó là đường Bà Hôm nha. Phía ngoài đó là đường Bà Hôm. Hẻm này thông tứ phía luôn, có camera an ninh nè ha. Hẻm thông tứ phía luôn nha. Vũ Hồng đi xích ra ngoài cho cô chú chị bạn xem nha. Ở ngoài phía trước đó là đường Bà Hôm, phường 13, quận 6 ha. Xe đang chạy đó đường Bà Hôm nha cô chú anh chị. Xe qua lại đó là đường Bà Hôm. Đây, khu vực hiện hữu, nhà cửa thì xây cao ráo ha. Hẻm này là hẻm nhựa nha. Hẻm này là hẻm nhựa ha. Đây ngoài đó khoảng chừng dài căn nhà là tới nhà mình là sẹt 18 nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ đi vô nhà nha. Từ ở ngoài đầu đường hẻm 269 Bà Hôm mình đi vô đây, qua cây bông giấy là ngay ngã tư ha. Ở đây có cái chợ nhỏ nè. Thì căn nhà mình nằm bên tay phải, căn thứ hai ha, kế căn gốc nha cô chú anh chị. Căn qua khỏi cái vàng bông giấy này nè, thì cái căn nhà mình sẽ nằm bên tay phải nha. Rồi mình đi vô xem nhà ha. Hẻm này còn thông quẹo qua nhiều hướng nha. Kế bên thì có cái tiệm nail ha. Và căn nhà mình địa chỉ là 269/18 đường Bà Hôm, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Cô chú anh chị bạn đang xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành review bất động sản. Nếu mà cô chú anh chị bạn xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha. Và nhớ bấm cái chuông để khi Vũ Hồng up video mới lên thì cô chú anh chị bạn xem được liền ha. Và căn nhà 269/18 đường Bà Hôm, phường 13, quận 6 này, chủ nhà đang kêu bán với giá là 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt còn thương lượng ha. Trước nhà mình có một cái trụ chữa cháy nè, trụ nước chữa cháy ha. Chiều ngang nhà của mình theo sổ á, là ở phía trước là 2m3 và phía sau là 2m75 và chiều dài là 7m ha. Ở trước nhà thì chủ nhà làm cái mái che, cửa thì xài cửa nhôm sinh pha và kính cường lực, bên trong có song sắt bảo vệ ha. Và ở trên là có ốp nhựa giả gỗ ha. Alo. Alo luôn. Chút xíu em gọi là em đang quay phim dở dang, chút em gọi là anh nha. Rồi, xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 269/18 đường Bà Hôm, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh ha. Hẻm trước nhà là hẻm ô tô ha, ô tô đậu ở phía giữa nhà nè. Thì vẫn còn chiếc khác là đi được nha cô chú anh chị. Rồi mình vào trong để mình xem nhà ha. Căn mình là căn kế căn gốc nha. Đó, hẻm là bên trong là còn thông nè ha. Thông bên trong, xe vô trong, xe hơi vô trong còn được hả cô chú anh chị.
Dạ, ra cô chúng đã khiên ra. Dạ. Rồi, mình vô nhà mình xem nhà ha. Cầu thang thì chủ nhà làm ở phía bên phải nha. Tường nhà thì cũng được chủ dán đá cao lên đến lầu 1 luôn rồi, tới đến lầu lửng luôn rồi. Và căn nhà này chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt, giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Đồng hồ điện chính nước chính, nhà có giấy chủ quyền Hồng, mua bán sổ Hồng, ký công chứng sang tên nha. Chủ nhà trang bị cho mình sẵn đèn led lon ha, và led âm trần. Và bên trái là chủ nhà làm cho mình cái gian bếp rồi ha, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Có thêm một cái nhà vệ sinh nằm ở dưới chợt ha. Bên trái chủ làm sẵn cho mình chỗ để mình lắp máy giặt nha. Ở phía sau thì trống nên chủ nhà có làm cho mình một cái cửa sổ để lấy gió từ phía bên ngoài vào ha. Hai nhà mới luôn nha, nhà mới luôn nha. Vô ở ngay không cần phải thêm gì hết. Nhà vệ sinh thì được chủ ốp tường cao lên đến trần luôn. Ở đây có lắp sẵn cái nguồn điện, nguồn nước để mình lắp máy nước nóng mình xài ha. Và đây là bồn cầu của nhà mình ha. Nhà thì có giấy chủ quyền Hồng, mua bán sổ Hồng, ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị. Đây tủ bếp trên nè, tủ bếp dưới. Ở đây là có cái cửa sổ nha, có cửa sổ lấy gió từ phía sau nha. Ở đây chờ vị trí này chủ nhà set up sẵn cho mình để mình lắp cái máy giặt ở đây ha, máy giặt với máy sấy ở đây nha. Vũ Hồng xin nhắc lại cái giá chủ nhà đang kêu bán căn nhà này là 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt giá này vẫn còn thương lượng ha. Nhà nằm ở mặt tiền đường ô tô nha, mặt tiền đường ô tô, 2 tỷ 100 triệu đồng ha. Giá vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Rồi phía trước nhà mình là có camera an ninh của khu phố. Bây giờ Vũ Hồng review lên trên cái lửng cho cô chú chị bạn xem nha. Có cái bộ ghế, cái ghế ngồi sẵn rồi nè. Ở đây là trên lửng của nhà mình nè ha. Trên lửng nhà mình thì chủ ốp gạch giả gỗ ha, ốp gạch giả gỗ nha. Ở phía sau nhà mình là khoảng đất trống, chủ nhà làm một cái cửa sổ này có song sắt bảo vệ luôn ha. Phía sau lưng nhà mình nè. Nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh thì mình hãy đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Còn nếu mình đã nhiều lần xem rồi, hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè, người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà hẻm 269/18 đường Bà Hôm, phường 13 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 2 tỷ mốt. 2 tỷ mốt vẫn còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Cô chú chị bạn nào thấy căn nhà mặt tiền đường ô tô này ưng ý thì hãy đi xem nhà, xong sau đó Vũ Hồng sắp xếp gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Nhà trống giao ngay, giá chủ nhà còn thương lượng nha. Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú chị và các bạn đã xem xong clip review nhà. Nếu có bạn bè người thân của mình đang cần nhà ở quận 6, hẻm ô tô, đường ô tô thì hãy chia sẻ cái video này cho họ để giúp họ mua được nhà cũng như giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xin nhắc lại là nhà mình là hướng đông nha cô chú chị. Hướng đông là sang hướng nam một ít ha.
và nhà có giấy chủ quyền hồng, mua bán sổ hồng, ký công chứng sang tên ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành ha. Cô chú anh chị bạn có nhu cầu ký gửi nhà hãy liên lạc với số 0933 787878. Xin cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review nhà. Xin chào ha.